Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp cho ý kiến đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư ba dự án thủy điện Long Sơn, Sơn Linh và Sơn Nham. Dự án thủy điện Sơn Long được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp quyết định chủ trương đầu tư số 669 ngày 30 tháng 8 năm 2019. Theo kế hoạch đến tháng 8 năm 2022 phải hoàn thành phát điện thương mại, Dự án thủy điện Sơn Linh được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết định chủ trương đầu tư số 625 ngày 14 tháng 8 năm 2019, đến quý 3 năm 2021 phải hoàn thành phát điện thương mại. Dự án thủy điện Sơn Nam được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp quyết định chủ trương đầu tư số 624 ngày 14 tháng 8 năm 2019, đến quý 2 năm 2021 hoàn thành phát điện thương mại. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, ba dự án thủy điện này đều chậm tiến độ các chủ đầu tư đều cho rằng nguyên nhân do trong 2 năm 2020-2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên không thể triển khai. Trên cơ sở kiến nghị của các chủ đầu tư, sở kế hoạch và đầu tư đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh chủ trương 3 dự án thủy điện này. Trong đó, dự án thủy điện Sơn Long xin điều chỉnh tiến độ hoàn thành đến tháng 8 năm 2024. Dự án thủy điện Sơn Linh xin điều chỉnh tiến độ hoàn thành đến quý 3 năm 2023 còn dự án Thủy điện Sơn Nham xin điều chỉnh tiến độ hoàn thành đến quý 2 năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Sở Công Thương làm việc lại với các nhà đầu tư để đánh giá tính khả thi của dự án, đặc biệt là năng lực tài chính nhân sự của nhà đầu tư. Các sở ngành địa phương vùng dự án tạo điều kiện thuận lợi nhất nhưng tăng cứ theo tính pháp lý để hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hồ sơ để gia hạn điều chỉnh các dự án sau đó sở kế hoạch và đầu tư nghiên cứu đề xuất tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và cho ý kiến